Anh em theo dõi, nhớ like và chia sẻ nhiều hơn nữa cho Hoàng Minh Nhi nhé, để cho anh có thể vượt qua được cơn cơn lốc này, cơn lốc Gunny đến từ Sài Gòn. Yes. Đã là 600 anh em like rồi mà 1.200 là chia sẻ. Anh em chia sẻ tích cực hơn nữa được không ạ? Yes. Yes. Alamaz. Homus. Alamaz. 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 Zokanta. Dana E. Oklama. Homus. Zokanta. Zokanta. Alamaz. Homus. 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 Zokanta. Oklama. Zokanta. 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 Homus. Vâng, chào bạn ạ. Bạn ở đâu ạ? Ở Nguyễn Khang ạ. Nguyễn Khang nó nằm ngay, có vẻ nó nằm ngay đối diện với đường, song song với đường láng, sát mép gần với trung kính luôn, chỗ ven sông. À, Quốc Nghĩa là nếu như không chia sẻ vào nhóm được, chúng ta có thể chia sẻ trên trang cá nhân của mình và tag bạn bè, và nếu có, còn nếu không chia sẻ trên trang cá nhân. Muốn nó hiện thì để đó, mà không muốn nó hiện thì chúng ta tích vào chữ ẩn đi. Đó đã là một cổ vọng rất lớn cho Hoàng Mai Nhi rồi. Quân ạ, quân là Zoman và cái gì anh ạ? Zomazip, quân cũng căng đấy. Tỷ số đang là một đều. Có hai bãi quả dành cho game thủ. Vâng, có thêm voi nữa, hơi xa một chút. Kinh quách nhờ, từ 12 giờ cơ đấy. Có cầu cố vậy, không được hai con, có một con về. Bởi vì chúng ta sẽ còn phải dành gỗ để đóng S nữa, à đóng BG nữa. Nhiều quả nên lưới khô được hai con voi này thì rất tuyệt vời. Hơi xa một chút, đây là phát thỉnh kinh, một phát thỉnh voi đến từ tây ở bên tây trúc. Thôi, xa quá. Câu được xuống con dốc này cũng vất vả rồi, nó kéo bên nhà nữa. Trông nó xa quá thôi, chứ bình thường thì bãi quả này, hai con voi này mà gần tần thì câu hai con đơn giản. Căn bản là còn xuống cái dốc 3 tầng nữa. Thưa anh Phan Văn Đức là chị thông của anh thì em không biết được. Em không biết được, bây giờ thì lúc thì anh lên chat, lúc thì không chat. Anh chỉ sâu quá, thành ra thành đi được vòng. Chết, con khác phải e thì mới được, nhưng mà khả năng thoát thôi. Chắc sẽ thoát nạn.
Ô, nó chạy xa nhở, lúc cầu xuống dưới kia thì lại đi đấy. Vừa mới khuất bóng ra nó quay đầu luôn, mà ở đây thì đuổi dai thế. Bài sẽ lên rất muộn, đồ ăn lùa về là không nhiều. Chào Nguyễn Thanh Bình nhá. Hello anh. Thomas, 11% của Gunly. Glory, Alamaz, Zokanta. Bài giàu gớm mặt. Glory, Alamaz, Alamaz, Alamaz. Thomas. Chào Lê Quang. Hello bạn, chúc bạn có một buổi tối tốt lành. Alamaz. Giờ lời tại thế này gặp phải một con dốc. Còn đi. Thomas, you are tired. Thomas, Thomas. 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 Chuyện gì đấy ạ? Thomas, Thomas. 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 Bà họ chọc luôn vào cái chỗ ăn hoang của mình. Như vậy dường như là họ nằm ở ngay khu vực đây rồi. Bài sẽ đánh trâu sọc đơn cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bắt bài được bạn đánh kiểu có phù. Mình sẽ đánh kiểu 3 lò ra. Hello. Các bạn do 11% bằng đúng số phần trăm phần lại của máy to phần trăm pin. Yes. Vâng, bỏ họ 11% và mình lên muộn, chỉ có đánh xong đơn, nhưng mà tôi nghĩ tập này là khó rồi. Tỷ số là 1-2, chúng ta sẽ đến với trận đấu tiếp theo. Vâng, nói là quân thì là Rome và Egypt. Các bạn dễ thủ hơn. Nhưng mà nếu như bài giàu thì cũng chưa biết thế nào. Tuy nhiên bài